Ông Park sắp hết thời hạn cách ly. Herven tính sổ văn hậu. Vì sao huấn luyện NV trưởng đội tuyển Việt Nam không thể đến sân dự khán vòng một vô League? Chấm phẩy. SC Herven không có kế hoạch mua đứt văn hậu. SC Herven không mua đứt văn hậu. Liên bang của Hà Lan cho biết. Sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt hậu vệ đội tuyển Việt Nam đoàn văn hậu với giá 1,5 triệu euro, theo như điều khoản, đã ký trước đó với Hà Nội FC. Giám đốc kỹ thuật Jerry Hamstra chia sẻ với truyền thông Bỉ. SC Herreven chỉ giữ chân một số cầu thủ có biểu hiện chuyên môn tốt nhằm giúp liên bang có thêm nhiều chọn lựa về đội hình. Bên cạnh đó, đội bóng cũng phải bán bất cầu thủ để giảm thâm hụt ngân sách. Ngoài ba cầu thủ Mitchell Van Bergen, Ibrahim Resevic và Chidiezu được đưa vào danh sách chuyển nhượng, chín cái tên khác sắp đến kỳ đáo hạn hợp đồng. Trong đó có Đoàn Văn Hậu, nhưng hậu vệ Việt Nam không nằm trong số cầu thủ được huấn luyện NV gian dần sử dụng thường xuyên như Wernher Han. Ricardo Van Ren, Geno và Servan Botman. Với bản hợp đồng mang tên đoàn văn hậu, SC Heerenveen có thể không kích hoạt điều khoản mua đứt với giá 1,5 triệu euro, hậu vệ người Thái Bình gia nhập đội bóng Hà Lan tháng 9 năm 2019. Nhưng đến nay văn hậu chủ yếu, được sử dụng ở đội hình dự bị, thay, vì giải vô địch quốc gia như lời hứa trước đó của huấn luyện NV gian dần. Mới đây, với chấn thương tràn dịch đầu gối, văn hậu, sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần khiến anh mất cơ hội có tên trong danh sách trận gặp Ajax Amsterdam ngày 8 tháng 3 tới. Thầy Park sắp hết thời hạn cách ly COVID-19. Tính đến ngày 7 tháng 3 tới, huấn luyện NV trưởng Park Hang-seo mới hết thời gian tự cách ly. Nên đến ngày 8 tháng 3 ông mới chính thức có mặt. Tại các sân bóng, để tuyển quân cho đợt tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam. Do đến Hà Nội trước thầy Park, vài ngày, trợ lý Lee Yang-jin, và huấn luyện NV thể lực Park Sung-quin đã hoàn tất thời hạn cách ly theo quy định về phòng chống dịch COVID-19, cả hai huấn luyện NV đã được cơ quan y tế xác nhận hoàn toàn khỏe mạnh để trở lại với công việc thường nhật. Được biết huấn luyện NV Li Yangjin đã được thầy Park giao nhiệm vụ dự khán vòng một vô lịch 2020. Theo dõi cuộc đối đầu giữa Liên bang Quảng Nam và Liên bang thành phố Hồ Chí Minh với Park Sung Quin, huấn luyện NV thể lực này sẽ hành quân đến sân Pleiku theo dõi các cầu thủ Ha Gia Lai tiếp đội khách than Quảng Ninh cùng trở lại Việt Nam trễ tương tự thầy Park. Trợ lý Kim Han Yun cũng thực hiện nghiêm túc việc tự cách ly. Tại nhà 14 ngày, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế và hợp tác chấp hành sự giám sát chặt chẽ của cơ quan y tế địa phương nơi cư trú. Trong thời gian tới, huấn luyện NV Park và các cộng sự đã lên kế hoạch tìm kiếm nhân lực cho đội tuyển Việt Nam. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 21 tháng 3. Ngày 26 tháng 3, các học trò thầy Park sẽ đấu giao hữu với tuyển Kyrgyzstan tại sân gò đậu Bình Dương. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều khả năng đợt thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Vào tháng 3 tới, sẽ bị hủy, hoãn sau khi FIFA và AFC họp bàn, và đưa ra quyết định. Tôi tuy to sắc nhưng học rốt nên đọc không chuẩn, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Trân trọng cảm ơn quý vị, và các bạn, đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại